Giảng sanh hay không là do sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nãy mấy ông bà trả rồi ra tôi mới giảng kỹ là chỗ đó đó. Thì con mắt mẹ nhớ, nếu mẹ thấy được mẹ nhìn hình tượng Đức Phật nha mẹ. Nếu mẹ hình cái hình khác mẹ suy nghĩ tùm lum là không giảng sanh. Cái lỗ tai mẹ nghe nếu niệm Phật nha mẹ, nhất là cái niệm Phật có ban hộ niệm. Còn không có thì phải nhờ cái máy. Cái máy là niệm Phật chết, kết quả rất là yếu. Còn cái ban hộ niệm là niệm Phật sống, nhất là những người có giữ giới. Mà có mấy sư cô có tăng ni ta giữ giới kỹ nữa thì bài giảng sanh rất là dễ. Niệm Phật sống là có cái linh hồn, có cái tư tưởng mình đôn đốc cho cái linh hồn này giảng sanh cao. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, mà càng đông là càng tốt. Nào mấy ông bà nhớ ha. Đó thì cái lỗ tai mẹ nghe cái ban hộ niệm ta niệm, mẹ niệm theo nha mẹ. Cái đó là cái động cơ thúc đẩy mẹ sanh cao đấy. Thì bà lắng nghe. Còn cái lỗ mũi mẹ ngửi cái mùi nhang trầm nha mẹ. Con thắp cây nhang cho mẹ đó, xứ Cực Lạc thơm rớt cả triệu lần như vậy. Bông sen thơm lắm mẹ, bông sen Cực Lạc thơm rớt cả tỷ lần cái mùi hương này. Rồi mắt, tai, mũi, rồi tới cái miệng mẹ niệm thầm theo người ta. Không được thì mẹ nhép nhép thôi. Còn cái thân mẹ xây về hướng mặt trời lạnh, đó là hướng cái linh hồn, cái thần thức mẹ xuất về đó đó. Mắt, tai, mắt thì thấy hình, tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi nhang, miệng niệm thầm theo, cái thân xây về hướng mặt trời lạnh. Khi cái thần thức linh hồn mẹ xuất, mẹ đi về hướng đó. Còn cái ốc là quan trọng nhất. Thì tôi mới nói là năm căn kia là cảm giác thôi. Cái ốc là mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật. Thì linh hồn phát hiện ở đây mạnh nhất. Mà luôn luôn mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật là do mắt, tai, mũi, lưỡi. Nếu con mắt mẹ nhìn hình tượng Phật là mẹ luôn luôn nhớ tới Phật chứ không nhớ cái khác được. Còn lỗ tai mẹ nghe tiếng niệm Phật là mẹ không nghe ca giọng cổ, tăng nhạc gì hết mà nghe tiếng niệm Phật. Cái lỗ mũi nghiệm hương trầm mà nghĩ qua sen nó thơm vậy đó. Thì mẹ hướng về xứ Cực Lạc. Cái thân vậy thì bà mẹ biết rằng mẹ sẽ xuất ra đó. Còn cái ốc mẹ nhớ nghĩ tới tưởng Phật thì không bao giờ mẹ không giảng sanh. Giờ mẹ không muốn cũng giảng sanh nữa. Thành ra sáu căn tập trung vào cái hình ảnh Di Đà. Và cái điều thứ ba nữa là mẹ nên nhớ là xác thân mẹ phải chết, còn cái linh hồn là không chết. Cái này phải nghe lúc đầu. Cái linh hồn không chết biết chưa? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi. Nãy tôi thí dụ đó ha. Chứ đừng nói là xác thân tôi chết là tôi chết rồi, tôi không chết đâu. Tôi có một cái không chết. Thì cái này phải giảng lúc còn sống. Từ giờ nhắc lại thì mẹ cười liền mà nói con, con nói đúng, mẹ không chết đâu. Mẹ chỉ bỏ cái thể xác này thôi, cái linh hồn mẹ sẽ về khỏi Phật, mẹ đợi con bên đó. Nào, đó là một là thể xác chết, hai là linh hồn không chết, ba là sáu căn phải hướng về câu niệm Phật, hình ảnh Đức Phật. Thứ tư là tất cả các màu mẹ không chấp nhận nghe mẹ. Màu đen là ma, màu đỏ là thần, hai cõi nhà ác lắm. Thần nó chiến đấu đánh giặc hoài, ma thì nó tư tưởng hắc ám lắm. Còn màu trắng đó là cõi trời, trong sạch, trinh trắng, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên, giữ giới không kỹ mà còn mờ các cõi trời, nhưng mà cái định lực rất mạnh. Họ tối ngày họ luyện, luyện đơn nấu thuốc, thành ra họ sống rất lâu. Hai cõi này sung sướng lắm nghe mẹ. Nhưng mà hết phước mẹ phải luân hồi, mẹ đừng về nghe mẹ. Hai cõi này có tiên nam, tiên nữ đẹp lắm, mẹ ok một cái là mẹ bỏ xác đây, mẹ dập vô đó thì mẹ kẹt đấy. Chỉ có màu vàng thôi nha mẹ, đầu trọc heo như các nhà sư có hào quang màu vàng, trên tay cầm bông sen, đó là xác thân của mẹ nha mẹ. Mẹ đừng có thai sanh, đừng nõn sanh, đừng thấp sanh, mẹ phải quá sanh. Có bốn điều thôi, nhắc người chết bốn điều, mà người chết có nghe pháp rồi rất dễ nhắc, đồ đậm nét lại thôi. Còn không nghe pháp gì hết, nhiều khi không hiểu gì hết. Thành ra tôi năn nỉ mấy ông bà giàu sao cũng phải ráng nghe pháp. Rồi nếu con nó lặp lại, ồ mình đã nghe nhiều lần ông sư giảng rồi, thì bốn điều thôi, xác thân mình phải chết, linh hồn vĩnh viễn không chết. Mà linh hồn là cái gì? Cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nó quan trọng, nó mượn cái ốc để nó phát ra. Còn sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi thì mình tôm hết vào hình ảnh Đức Phật. Còn cái thân xây vào hướng mặt trời lặn. Còn tất cả các màu không chấp nhận, chỉ chấp nhận màu vàng và cái bông sen trên tay Đức Phật thôi. Khi chết rồi muốn coi giảng sanh ở phẩm nào, cao hay thấp, thì đây là cái phần chót. Một đó là mẹ chết tỉnh táo, mỉm cười thì thượng sanh, gật đầu trung sanh, chớp mắt hạ sanh, rồi mê man hên xui. Đó là rồi, không biết. Nhưng mà muốn coi cái nữa là để 8 tiếng. Chết rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc chết hết.
Nhưng mà dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thần kinh ốc 8 tiếng mới đứt. Cái này duy thức rất rành khoa học không biết. Vì tôi thật cái tâm lý của đạo Phật á, 8 tiếng mới đứt. Thành ra chết rồi trong 8 tiếng hồ không được đụng tới thây ma, không được đụng tới. Chỉ có những người khó tu, nhất là những người uống rượu ăn thịt không giữ giới, đừng cho lợi gần. Lợi gần cái điện lực mình tỏa ra người chết sợ lắm. Người kiết nhiều khi bực nữa, bực là nổi sân, là loài súc sanh thôi. Chỉ có mấy thầy, mấy tăng ni giữ giới kỹ, với đứa con trong gia đình mà Phật tử có giữ giới được lợi gần. Nhưng mà Phật tử không khéo sờ, nhiều khi đụng cái chỗ đau, người chết nổi sân thì súc sanh. Chỉ có các thầy tu hoặc mấy người có giữ giới già dịu dàng nhẹ nhàng thì rờ hết sâu thân. Trên đỉnh đầu thì đây là qua trung phẩm, ít có khi nào qua, mà vẫn có đấy. Tôi đi vẫn có 3-4 người, một người ở Vĩnh Châu, một người ở Vĩnh Long. Vĩnh Châu thì 1,000+ hột xá lợi. Tôi là không ngờ, tôi rờ rồi trên đỉnh đầu còn nóng. Còn cái ở Vĩnh Long này tôi không có rờ, nhưng mà con cái trong gia đình rờ, nó đỉnh đầu còn nóng được đâu 80-90 hột xá lợi. Thôi thì là giảng sanh đấy. Thành ra để 8 tiếng đồng hồ mà cái ban đầu vừa chết thì hơi sanh, để chừng 7-8 tiếng rồi hào quang Di Đà chiếu trong đó, thì cái thân thể không phải là của mẹ mình, mẹ mình phân nửa thôi, mà hào quang A Di Đà vào trong đó nữa, tức là tiếp dẫn đấy. Phải tiếp dẫn là hào quang đi A Di Đà chiếu vào trong mình. Nhất là thượng sanh đó thì có khi ở ngoài người ta thấy hào quang nữa, còn trung sanh hạ sanh đã ít thấy, chỉ người chết mới thấy thôi. Đó thì để 8 tiếng đồng hồ tay chân mềm ùi lúc sống, đây là triệu chứng giảng sanh. Còn cứng ngắc như khúc củi thì không giảng sanh. Thường thường người chết mà đọa xuống địa ngục đạo quỷ thì chừng 10 phút, 15 phút hoặc nửa tiếng là tay chân cứng ngắc. Cái này để 8 tiếng mặt vẫn hồng hào lúc sống, tay chân mềm như lúc sống, triệu chứng giảng sanh. Đó là hai điểm. Còn cái thứ ba là rờ coi trong thâu thân chỗ nào còn nóng sao cho. Hãy 8 tiếng rồi thì dây thần kinh đứt là cái linh hồn nó mới ra khỏi thể xác đấy. Còn trong 8 tiếng là linh hồn còn trong đó, cái bóng đèn còn đứt, chứ còn cái luồng điện vẫn còn trong dây. Nên nhớ như vậy. Rồi 8 tiếng rồi rờ, nếu trên đỉnh đầu đây là trung phẩm bậc nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Lên lúc chết nhờ cái ban hộ điểm sao người này nhận được Phật tánh. Thường thường sống không nhận mà lúc chết dễ nhận. Còn cái thứ hai đó là cái trán này còn nóng. Cái trán này còn nóng thì hạ phẩm thượng sanh. Nếu không là về cõi trời vô sắc, còn có phát nguyện về thượng phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu từ cái lỗ mũi xuống cái miệng là hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng là cõi người, nhưng mà phát nguyện về hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng còn nóng là ngạ quỷ, cái chân còn nóng là súc sanh, cái bàn chân đó là địa ngục. Từ đây là trở xuống là không êm rồi. Nó thì ba cái triệu chứng. Một là tỉnh táo, mỉm cười, gật đầu hoặc chớp mắt. Hai là 8 tiếng đồng hồ tay chân vẫn mềm. Ba là rờ soát trong thâu thân. Đây là trung phẩm, tức là bậc thánh. Đây là hạ phẩm thượng sanh, đây là trung sanh, đây là hạ sanh. Còn từ đó trở xuống dưới là không êm.